Thưa quý vị, trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay, để có một lộ trình di chuyển an toàn, rất cần sự chung tay của người dân trong việc nâng cao ý thức phòng dịch, đảm bảo sức khỏe của bản thân và cộng đồng. Những việc cần thực hiện đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng như là taxi, xe buýt, tàu hỏa và máy bay để phòng chống dịch bệnh COVID-19 là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi khuyến cáo dưới đây do Bộ Y tế cung cấp. 1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng. 2. Luôn sử dụng khẩu trang đúng cách khi tham gia phương tiện giao thông công cộng. 3. Che kín miệng và mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khử tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định. 4. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi. Thải bỏ khăn giấy và khi rời khỏi phương tiện giao thông. 5. Không chạm tay lên mắt, mũi, miệng, mặt ngoài khẩu trang nếu đeo khẩu trang. 6. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông. 7. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga. 8. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó. 9. Khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, 1. Liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện công cộng bạn đã đi.